Chào các bạn đến kênh Mới Vlog Người Mang Sống Người Lỗ Mang. Đây bữa tối của hai vợ chồng này bữa nay ngon lắm các bạn. Đây mình có tép xào đậu que các bạn, với dưa hấu các bạn. Đây tép xào đậu que mình chấm với nước tương tương có ớt các bạn. Thì rồi. Nước tương không nhỉ? Hai mời các bạn ăn cơm. Ăn cơm cùng hai vợ chồng nhé các bạn. Rồi ăn thôi vậy. Ba con nói vậy, đúng con hả? Không có lắm, chi đó. Mình đang bắt buộc. Cái bộ mất tiêu, tối chịu ăn. Anh lạc khóc nữa. Mì. Mì thì quá sầu thơ thấm. Anh chịu con tim, thì ba nữa. Chiều ăn đâu. Chiều ăn, ăn đâu. Người biết. Thank you.
Ừ. Má đi má đừng mua xài lên. Sao? Mua chè. Có gì ăn? Nhớ mua chè nữa. Chè riêng xanh gì đó. Đâu? Đúng chắc. Buồn ngủ vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đó. Chúng ta trên ủng hộ nhé các bạn.